Kính chào tái ngộ cùng quý vị. Đây là clip cuối cùng của loạt bài thuộc đề tài hiểu tự do tôn giáo như thế nào. Chúng tôi đã trình bày hai clip trước đây, xin được tóm tắt lại như sau. Thứ nhất là video đầu tiên trình bày hiểu đúng về tự do tín ngưỡng, trong đó tự do tôn giáo thực hành như thế nào ở các nước Tây phương. Thứ hai, video kế trình bày luật tôn giáo và những vi phạm của Giáo hội Công giáo La Mã và chỉ rõ thành phần vi phạm chính sách đoàn kết của nhà nước Việt Nam. Trong clip này, chúng tôi có vài điều chia sẻ với anh Phạm Quốc Khải và kênh Trần Ly. Tôi lấy tư cách là một con chiên từng là ngoan đạo, tôi hoàn toàn thông cảm với anh Phạm Quốc Khải, bởi vì không dễ gì một sớm một chiều mà cái người công giáo ngoan đạo lại có thể nghe lọt tai những lời lên án gắt gao của cô Trần Ly và các vị khách mời trên kênh cô ấy. Trước hết, tôi không hề bào chữa cho một vài từ ngữ mà cô Trần Ly dùng, vì chính tôi là người đề nghị không nên dùng những từ đó. Trước tiên, cá nhân tôi thì tôi từng là cô giáo và từng đi làm ở những cái người tiếp xúc với những người gọi là chuyên nghiệp. Thành ra chúng tôi không có quen dùng những cái từ ngữ khó nghe. Và điều thứ hai, tôi nghĩ đến anh chị em của tôi. Tôi nghĩ đến chị em, anh chị em của những người bạn của chúng tôi như là anh Đức Tâm, như ông Charlie Nguyễn, như gia đình của ông Cao Hữu Tâm và những người tương tự. Nghĩa là chỉ có mỗi một mình tỉnh thức mà còn thân nhân còn lại thì chưa tỉnh thức. Đó. Rồi thí dụ như anh chị Vũ Đình Tiệm cũng là khách mời trên kênh cô Trần Ly cũng là nằm trong trường hợp đó. Tức là chỉ có hai ông bà nhưng mà còn lại thì thân nhân, con cháu vẫn còn là những người ngoan đạo. Hoặc là những bạn bè của chúng tôi rất là yêu mến những người bạn bè công giáo của chúng tôi mà họ chưa hề biết những cái thông tin mà tôi đã từng thấy, tôi từng đọc, chưa chưa hiểu biết, chưa có cơ hội hiểu biết và với cái sự bưng bít của Giáo hội La Mã họ không có cách nào để mà họ hiểu hơn những điều họ đang hiểu từ xưa tới nay. Do đó là tôi vẫn tôn trọng cái tình cảm bạn bè đó, tôi rất là yêu quý họ, họ rất là hiền lành. Do đó tất cả những người đó chúng ta không thể gọi tất cả những họ là giặc. Chỉ là vì những người ấy chưa có điều kiện như chúng ta, chưa có điều kiện để tỉnh thức. Do là chính họ yếu đuối hoặc là họ chưa có cái cơ hội để họ tiếp xúc với những cái thông tin mà chúng ta đang phổ biến lan truyền mà chính chúng tôi đã cố gắng lan truyền cả gần 20 năm nay. Có những người bạn mới bắt đầu vài năm nay thôi nhưng mà chúng tôi đã bắt đầu cái sự việc này cả chục năm nay nhưng mà không thể nào đến tai của những người bạn của chúng tôi hoặc là những thân nhân của chúng tôi cũng như thân nhân của những người khách mời của kênh cô Trần Ly. Do đó chúng ta phải phân biệt nhiều trường hợp khác nhau, có những lúc không thể gọi là bất cứ một người nào gọi là giặc cả. Chúng tôi cũng cảm thấy rằng nếu mà quý vị gặp ai có đạo mà cũng gọi là giặc đạo thì điều đó là rất là sai. Nhưng tôi đồng ý trong nhiều trường hợp chúng ta gọi chung là giặc đạo khi có những cái biến động mà một nhóm họ chủ trương hoặc ít nhất là một linh mục hô hào chủ trương và những người tham gia chúng ta có thể mạnh dạn gọi là giặc đạo. Đó là những vấn đề chiến lược tham lam của cái con cáo già Vatican. Họ để lại những Việt Nam những cái con ngựa thành Troy, chúng ta có thể nói chung chung là như vậy. Hoặc nói về những biến động do các linh mục tạo ra thì chúng tôi vẫn gọi chung là giặc đạo. Trong những trường hợp đó rất là chính đáng. Do đó là chúng ta cũng phải tùy cái trường hợp mà dùng cái từ ngữ cho nó đúng. Tôi xác nhận là như vậy. Chúng tôi cũng mong rằng cô Trần Ly và những khách mời nên khắc phục những điều chúng tôi nêu lên đó, nên phân biệt. Và như là một cái sự thông cảm cho cô Trần Ly và những người ở trên kênh cô Trần Ly đã tỉnh thức và ngay cả chúng tôi thì có nhiều lý do cho chúng tôi bức xúc. Đó là những người đọc rất nhiều, nghe rất nhiều, thấy rất nhiều những cái thông tin như chúng tôi thì không có một người nào mà có cái lương tâm lành mạnh mà có thể không tức giận hay là không chống đối, bởi vì chúng tôi cho rằng những người mà không nghĩa là ghét chúng tôi, chụp mũ chúng tôi là chống tôn giáo này kia nọ đó là những người chưa từng
chưa từng đọc hay chưa từng biết nhiều những cái thông tin như chúng tôi. Nhưng mà tôi chỉ mong rằng những cái người đó có cái cơ hội theo dõi những cái bài của chúng tôi trước khi đánh giá chúng tôi, thế thôi. Nhắc lại là việc làm của kênh cô Trần Ly cũng như chúng tôi không thể chia rẽ được ai, mà chỉ làm cho tỉnh thức một số người, cho họ không còn bị mê hoặc bởi những cái tính lý hoang đường và phản dân tộc nữa. Đó là cái công việc của chúng tôi. Quý vị ở ngoài chưa có hiểu biết nhiều về cái đạo này, chưa có đọc về những cái tội ác của họ làm ra, thì quý vị đừng có cho rằng chúng tôi chia rẽ hay là chúng tôi đi ngược với chính sách đoàn kết rồi gì. Chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe thế nào là chia rẽ, và chúng tôi cũng sẽ lặp lại trong cái phần này thế nào là chia rẽ, thì quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ biết. So với những cái gì chúng tôi đã đọc cả chục năm mà quý vị chỉ đọc có sơ sơ một vài lần, hay là nghe phong phanh là chúng mà quý vị phán đoán chúng tôi là quý vị sai. Đó, do đó là muốn phán đoán chúng tôi đúng hay là muốn đồng ý hay là muốn không đồng ý thì mời chúng tôi mời quý vị cùng phân tích những cái vấn đề, nhiều vấn đề chứ không phải là một vài cái vấn đề cùng chúng tôi, trước khi quý vị sẽ cảm thấy rằng chúng tôi có quá đáng hay không. Bây giờ trở lại với anh Phạm Quốc Khải. Tôi có theo dõi cá nhân anh trong những cái sự kiện về hai nhân vật 36, 45 đó. Tối ngày cứ đem cái chính sách, đem cái nghị quyết 36, 45 ra để mà che chắn cho tất cả những cái hành động của họ ở Việt Nam đó. Thì chúng tôi nhận thấy là ông Phạm Quốc Khải có bản chất hiền lành, ngay thẳng, thật thà. Và cũng nghe ông lên nghe cô Trần Ly, kênh cô Trần Ly, tức là ông đã có cái tinh thần muốn học hỏi, muốn theo dõi. Vì theo dõi cho nên mới có bức xúc, do đó là cũng có một cái hy vọng là ông Phạm Quốc Khải là một người muốn học hỏi, muốn cầu tiến. Do đó là tôi rất là muốn tạo cho ông Phạm Quốc Khải có thêm cơ hội để giải tỏa những thắc mắc của ông. Cho nên tôi cũng có lời mời kết bạn, và tôi đã kết bạn trước với ông để mà anh có thể anh gửi vào Messenger hỏi tôi một vài điều mà anh thắc mắc, cũng có thể gọi chúng tôi hỏi công khai hoặc là riêng tư. Chúng tôi không có câu nệ về vấn đề anh có dám lên hay là không dám lên, thách thức gì cả. Tức là tôi để cho anh có một cái sự thoải mái tìm hiểu những vấn đề mà chúng tôi trình bày, do đó anh có thể liên lạc riêng với chúng tôi. Bây giờ xin phép anh Phạm Quốc Khải để đi vào những điểm mà anh nêu ra trong video mà khi mà anh lên trên kênh của ông người bên ải đấy, thì ông nói rằng chính phủ Việt Nam chủ trương tự do tôn giáo mà để cho mấy người xúc phạm tôn giáo thì quốc tế lên án Việt Nam không có tự do tôn giáo làm sao. Thì cái lý luận này là cái chính xác, là cái lý luận mà trước đây tôi đã nghe một người ở Cali nói sau lưng chúng tôi nhiều lần, là cái lý luận này chưa bao giờ họ đặt cái vấn đề đó với chúng tôi, mà tôi biết rằng cái người đó cũng chưa bao giờ hiểu những vấn đề chúng tôi nói và không hiểu biết, nhưng mà đã đưa ra cái lập luận này và cho rằng cái lập luận này là có thể chụp mũ chúng tôi vào một cái tội gọi là làm cho người ta cho rằng Việt Nam không có tôn trọng tự do tôn giáo. Như vậy sự thật có đúng hay không? Từ xưa nay các cơ quan nhân quyền, cơ quan bảo vệ tôn giáo này kia nọ lên án Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, có phải là vì chúng tôi hay không? Xin hỏi thật, có phải là vì chúng tôi hay không? Nếu không thì tại sao quý vị gán ghép như thế đó? Có phải là ác ý hay không? Xin nghe cái sự thật như thế nào? Ngày 9 tháng 3 2023, Bộ Thông tin Truyền thông, Ban Tôn giáo Chính phủ đã ra mắt sách trắng tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam với 132 trang gồm 3 chương. Thì từ năm 2012 đến nay đó, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ liên tục đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo. Gần đây nhất, ngày 2 tháng 12 năm 2022, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố quyết định đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về quyền tự do tôn giáo. Chính phủ Việt Nam trả lời như thế này: cần khẳng định ngay rằng chính sách của Mỹ chính là sử dụng những vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo trong chiến lược diễn biến hòa bình nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta, làm cho cộng đồng thế giới hiểu sai về chính sách tình hình tự do tôn giáo ở nước ta. Cũng cần phải khẳng định thêm
rằng luật pháp quốc tế cũng như luật pháp của quốc gia khác đều quy định rất rõ quyền tự do tôn giáo không thể là quyền tự do tuyệt đối, không thể tự đứng ngoài pháp luật, và luật pháp Việt Nam cũng không ngoại lệ, khẳng định bảo đảm quyền tự do tôn giáo nhưng không được nhân danh tôn giáo để tập hợp lực lượng, kích động bạo lực, gây rối, biểu tình, khủng bố, lợi dụng để xâm phạm đến an ninh quốc gia, lợi ích dân tộc, phá hoại đại đoàn kết dân tộc. Những hành vi này đều bị xét xử theo pháp luật. Kính thưa quý vị, đây là cái lời câu trả lời của chính phủ Việt Nam đối với những cái sự lên án của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Tóm lại, đối với cái câu mà ông Khải nói theo một lý luận của một người ở bên Mỹ này, rằng chính phủ Việt Nam chủ trương tự do tôn giáo mà để cho mấy người xúc phạm tôn giáo thì quốc tế lên án Việt Nam không có tự do tôn giáo. Vậy thì chúng tôi đã hỏi quý vị cái câu trả lời của chính phủ Việt Nam như vậy có liên quan gì đến những cái lời lên án của chúng tôi về tội ác của Kitô giáo hay không? Xin nói tiếp là chính những cái đài VOA, SBTN, BBC, RFA là những cái tên chỉ điểm để cho các cơ quan quốc tế lên án Việt Nam là vi phạm này, vi phạm kia, tự do nhân dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo gì đó. Đây, thí dụ như một cái đài RFA chẳng hạn, nó đăng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam ngày càng tồi tệ. Tức là nó nói cơ quan US, CIRF, rồi cái đài BBC nó nói quốc tế nói Việt Nam vẫn đàn áp tôn giáo ở Tây Nguyên. Rồi cái bài đài SBTN nói tôn giáo vẫn bị đàn áp ở Việt Nam. Thì họ nêu ra là cái báo cáo của cơ quan US CIRF năm 2021 liệt kê những hành động vi phạm tự do tôn giáo của nhà nước như sau. Là họ cho rằng các tổ chức, các chức sắc tôn giáo đại diện cho các nhóm chưa yêu cầu công nhận hoặc đăng ký. Rồi hoặc họ than phiền là họ làm những nghi lễ tôn giáo mà cái tổ chức đó chưa được đăng ký. Hoặc là họ vi phạm những cái điều đó thì họ lại đổ thừa lại cho nhà nước. Thì tất cả những cái chuyện này có liên hệ gì với những cái sự lên án của chúng tôi vạch mặt những cái lịch sử hay là những cái hành động xâm phạm những cái tôn giáo khác, xâm phạm truyền thống xã hội, đạo đức xã hội? Chúng hoàn toàn không có. Nếu có thì các cái cơ quan USCIRF nói tại cái bà Lý Thế Xuân này bà nói như vậy, hay là tại cái cô Trần Ly này nói như vậy. Có không? Nói cho công tâm đi. Tại sao mấy cái cơ quan nào chỉ điểm như thế này, Nguyễn Đình Thắng này lên tiếng mét thóc người này người kia thì tại sao quý vị không nói, mà quý vị nói chúng tôi? Chúng tôi là cái người chỉ ra cái tội chứ đâu phải chúng tôi là gây tội. Mà tại sao quý vị che đậy những cái người gây tội? Đây là những cái cơ quan báo chí của quý vị đây nè. SBTN này kia nọ, VOA, BBC này, tại sao không nói mà đi nói chúng tôi? Ngược đời vậy. Tôi mong là ông Phạm Quốc Khải đừng có lý luận tầm phạm quy chụp như thế đó nữa. Do đó kết luận lại là kênh Trần Ly và chúng tôi nói chung không hề gây một cái hệ quả nào với tư thế của Việt Nam đối với vấn đề tự do tôn giáo. Bây giờ vấn đề thứ hai, ông Khải nói Linh Mục Đặng Hữu Nam là con sâu làm rầu nồi canh. Rồi ông nói tiếp là đạo công giáo của chúng tôi. Vậy thì ông xem công giáo của ông là một tập thể, một người ảnh hưởng tất cả. Thì điều này đúng. Đó, là vì mỗi một con chiên là một phần tử quan trọng trong cái gọi là giáo hội công giáo La Mã. Ông có nhớ cái câu Chúa Giêsu nói qua Kinh Thánh Luca như thế nào hay không? Xin đọc cho ông nhớ. Kinh Thánh nha. Thánh Luca là Tân Ước nha, không phải Cựu Ước nha. Thánh Luca 15 từ câu 4 tới câu 7 nói như sau. Một người chăn chiên tốt có 100 con chiên, một con trong bầy đi lạc. Người chăn để lại 99 con chiên để đi tìm con chiên lạc. Khi tìm ra nó, người ấy rất vui mừng. Người chăn chiên mang con chiên đó về nhà. Người ấy gọi tất cả bạn bè, hàng xóm của mình lại để vui mừng với người ấy. Ông đã tìm ra con chiên lạc. Chúa Giêsu Kitô nói cho người Pharisêu biết ý nghĩa của câu chuyện ngụ ngôn đó. Ngài nói rằng những người phạm tội cũng giống như con chiên lạc. Như vậy, nếu mà ông Phạm Quốc Khải cho rằng ông Đặng Hữu Nam là sai, nói sai, nói bậy, vậy thì tại sao giáo hội không bỏ 99 con chiên lại để đi tìm con chiên lạc, đi dạy dỗ ông Đặng Hữu Nam? Tại sao giáo hội Việt Nam làm thinh, giáo hội Vatican làm thinh?
để cho chính phủ Việt Nam mỗi một lần như vậy phải đi nhắc nhở thì giáo hội Việt Nam mới cựa quậy. Như vậy là hội đồng giám mục Việt Nam xem như hành động hay là lời nói của ông Đặng Hữu Nam là hợp với giáo hội, là thuận với giáo hội cho nên không lên tiếng. Chứ nếu nghịch thì họ đã ra tay rồi, cũng giống như là linh mục Phê Rô Tường mà chúng tôi đã có nói trong cái video trước đấy. Như vậy thì không thể nào mà nói ai không tốt thì nói người đó. Nếu mà quý vị sống theo phúc âm thì cái người nào không tốt thì quý vị, chính quý vị phải bỏ những người tốt đó mà đi dạy cái người không tốt đó rồi. Đó là nếu quý vị sống theo tinh thần phúc âm. Chứ quý vị ngồi đó quý vị chờ chúng tôi nói cho quý vị biết người nào xấu, người nào tốt hay sao? Quý vị tử tế như vậy hả? Thật ra giáo hội rất là mong những cái con chiên như mà Đặng Hữu Nam, Nguyễn Ngọc Nam Phong, Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Duy Tân lan tỏa những cái điều mà đối với dân tộc Việt Nam hay là phản quốc. Họ rất là mong. Nhưng mà nếu mà những cái người như là ông chúng tôi vừa kể đó, những cái ông linh mục mà xấu đó, đối với chúng tôi là xấu đó, là phản quốc đó, mà nếu mà họ thành công được đó, nhất là họ mà phải bị chết hay là bị tù tội gì đó vì những cái điều đó đó, thì giáo hội quý vị chờ để mà phong thánh. À, mà lịch sử đã chứng minh cái điều đó rồi. Bây giờ tôi mời anh xem lại những cái bài mà người ta gần đây báo chí người ta lên án cái gọi là Đức Chúa Trời Mẹ, cái tôn giáo đó chưa được nhà nước cho phép, các tờ báo gọi là tà đạo. Vậy thì tôi mời ông Phạm Quốc Khải đọc những cái tờ báo đó xem thế nào, tại sao người ta gọi cái nhóm đó là tà đạo, xem họ bị gọi tà đạo là vì những cái gì nhé. Rồi phản ảnh lại xem cái đạo Thiên Chúa Giáo Công Giáo La Mã của anh, của tôi ngày xưa, xem có giống nhau hay không. Bây giờ bắt đầu nhé. Tôi sẽ nói về các điểm như sau. Nói về nghi thức thờ phượng của họ nè. Rồi xem cái cách chiêu trò dụ dỗ của họ nè. Rồi xem những cái bẫy tâm lý nào mà họ dùng nè. Rồi xem cái cách phục vụ của họ cho cái niềm tin hoang đường nào nè. Rồi cái sự chia rẽ trong gia đình mà họ tạo ra nè. Tất cả những điểm đó phản ảnh lại xem cái đạo Công Giáo La Mã có như vậy hay không nhé. Bây giờ đầu tiên là nghi thức thờ phượng. Tôi có đọc cái loạt bài tường thuật do kênh VTC News thực hiện, điều tra, theo dõi. Thì có bốn bài. Và thứ nhất là điều tra đặc biệt vào sào huyệt trở thành thánh đồ. Thì những cái đạo khác ta gọi chung là tín đồ, nhưng mà mấy anh này sửa là cái chữ thánh đồ là xem như là mình là một cái vị thánh truyền giáo đó, là thánh đồ. Rồi bài 2 là 10 bài tẩy não để trở thành thánh đồ hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Rồi bài thứ 3 là nghi lễ chính thức thành thánh đồ hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Rồi bài thứ 4 là tà đạo hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ thâm cung bí sử trong lễ vượt qua. Gọi là cái lễ vượt qua. Ở bên quý vị nào đi đạo Thiên Chúa Giáo, Công Giáo La Mã đều rành những cái từ ngữ này hết, không có gì lạ cả. Có điều là họ lập thành một cái tôn giáo giống như là bên Tin Lành, họ cũng chia ra nhiều gánh. Thì cái gánh này cũng y như những cái điều tin tưởng cũng y như là bên Thiên Chúa Giáo, Công Giáo La Mã thôi. Mà ở khác nhau ở cái vấn đề pháp lý, khác nhau ở cái vấn đề biên độ mê tín một chút xíu, cái cao cái thấp, còn bản chất y như nhau hết. Những ai đi đạo thì nghe những cái danh từ này rất là quen thuộc, những cái danh từ mà họ nêu ra trong cái nhóm cái hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ này, đều quen thuộc hết. Thì bây giờ chúng tôi sẽ lướt qua cái nghi thức thờ phượng thử xem có cái gì mà gọi là tà đạo hay không. Mà nếu gọi là tà đạo thì cái bên Thiên Chúa Giáo, bên Công Giáo cũng có những nghi thức giống giống như vậy. Nó không thể nào mà một bên thì gọi là tà đạo, một bên thì lại tránh khỏi không được gọi tà đạo. Cái chữ tà đạo này các vua quan của chúng ta đã đặt cho cái đạo Thiên Chúa mà đến truyền đạo ở Việt Nam vào thế kỷ thứ 17 đó, gọi là tà đạo, vì họ quan sát những cái lý luận, những cái giáo lý ngay từ lúc đó và người ta kết luận là tà đạo. Nhưng mà
Xui là cái nước Việt Nam mình đã quá yếu so với cái súng đạn của người Pháp thời đó, thành ra để lọt vào tay họ đô hộ chúng ta cả trăm năm, và lẽ dĩ nhiên là họ biến những cái tên tội đồ của họ đó, họ biến thành những vị thánh, và họ xóa cái chữ tà đạo, họ bắt buộc người ta cho rằng phải hiểu rằng họ là cái đạo tốt. Bây giờ họ từ cái tà đạo mang tiếng tà đạo đối với vua quan của chúng ta, thì bây giờ nó được cái nó đứng về cái phía chính quyền ở phía nhà nước có quyền ở trong tay, cho nên là họ trở thành đạo bác ái, đạo yêu thương đấy. Thì bây giờ cái một cái tên tội nhân nó đã biến thành thánh thiện đối với cái chính quyền mới.